các quy định khả năng thanh toán của các ngân hàng được áp dụng. Đó là một cải cách được cho là để cho các ngân hàng thấy ai là ông chủ. Đó là quy định mức thanh khoản mà tất cả các ngân hàng trên khắp châu Âu sẽ phải tuân thủ. Nhưng những gì đã bắt đầu như là một chiến dịch đàn áp hung hăng đã đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Quỹ ban Basel là quỹ ban kiểm soát ngành công nghiệp ngân hàng đã nới lỏng một kế hoạch quy định mức dự trữ tiền mặt tối thiểu bằng cách cho các ngân hàng có nhiều thời gian hơn và linh hoạt hơn. Mặc dù đã có những lời lẽ cứng rắn, nhưng các nhà chức trách luôn luôn sẽ phải lùi bước bởi vì các nhà chức trách đang bị kẹt ở giữa tình thế, tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ thật sự siết chặt các ngân hàng thì sẽ làm giảm khả năng cho vay của các ngân hàng. Nhưng nếu họ dễ dãi quá thì sẽ bị buộc tội là quá dễ dãi đối với các ngân hàng. Sự thật là nền kinh tế cần các ngân hàng để cho vay bởi vì cho vay tiền là yếu tố tạo tăng trưởng. Đây là lần đầu tiên mà các ngân hàng trên khắp châu Âu sẽ phải đáp ứng một mục tiêu thanh khoản, hy vọng là sẽ giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khiến cho các ngân hàng ít dễ bị thiệt hại. Tuy nhiên, nay mức dự trữ tiền mặt sẽ không chỉ nhỏ hơn so với kế hoạch ban đầu mà còn dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Theo dự thảo ban đầu, chỉ có trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu có thể hình thành một dự trữ tiền mặt và các ngân hàng phải thực hiện quy định này trước năm 2015. Nhưng nay, họ có thể sử dụng cổ phiếu và các chứng khoán thế chấp bán lẻ. Ngoài ra, họ còn được chờ thêm 4 năm nữa. Ngành ngân hàng đã than phiền rằng thời hạn trước đó sẽ ngăn chặn họ cho vay và bóp nghẹt sự phục hồi. Tuy nhiên, một số kinh tế gia nghi ngờ là các quy định mới này sẽ tạo được bất kỳ sự thúc đẩy nào cho sự tăng trưởng. Trong 4 năm qua, trên khía cạnh kinh tế vĩ mô, các nhà chức trách vẫn tiếp tục nới lỏng chính sách và không có nhiều điều đã xảy ra trong nền kinh tế. Đó là tin tức tốt, ít nhất là cho các ngân hàng. Chỉ số ngân hàng châu Âu đã tăng lên đến mức cao nhất của 17 tháng. Nhưng nó sẽ có tác dụng tương tự đối với nền kinh tế của châu Âu hay không còn là một câu hỏi hoàn toàn khác.